Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Quý 1, giá nhà liền thổ tăng gần 10% theo năm, bình quân 407 triệu đồng mỗi mét vuông. Theo công ty dịch vụ bất động sản JLL, trong báo cáo thị trường mới đây, JLL cho rằng giá nhà phố biệt thự đang neo cao và đã tăng 6,7% so với cuối năm ngoái. Đà tăng này do dự án giá thấp hơn mức bình quân kể trên là The Glacia của Khang Điền đã bán hết nên không còn thuộc giỏ hàng sơ cấp. Theo đó, mỗi mét vuông nhà liền thổ tại thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 16.300 đô la Mỹ, tương đương 407 triệu đồng. Mức tăng này gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhà phố tại đầu tàu kinh tế tăng cũng được nhiều đơn vị nghiên cứu trong ngành ghi nhận. Avision Young cho biết, phần lớn các dự án sơ cấp trong quý 1 dao động từ 7.500 đến 8.500 đô la Mỹ mỗi mét vuông, khoảng 188 đến 213 triệu đồng mỗi mét vuông, tăng 2% so với cuối năm ngoái. Còn theo Savills, phần lớn nguồn cung biệt thự, nhà phố đều trên 30 tỷ đồng mỗi căn, tập trung tại thành phố Thủ Đức. Tương tự, trong báo cáo mới đây, Bộ Xây dựng cũng cho hay giá bán biệt thự, nhà liền kề tại một số khu vực thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 80 đến 220 triệu đồng mỗi mét vuông đầu năm nay. Mức trên 400 triệu đồng mỗi mét vuông được Bộ ghi nhận tại dự án trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Ông Nguyễn Lộc Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Ngọc Châu Á cho biết, giá phân khúc nhà liền thổ tăng bởi nguồn cung ngày càng hạn chế, khoảng vài chục căn mở bán trong quý 1. Điều này khiến cho các chủ đầu tư có chỗ hàng thời điểm này đều muốn định vị sản phẩm cao cấp hơn với giá bán đi trước 2-3 năm. Ngoài ra, phân khúc này lập mặt bằng giá mới còn do chiến thuật đẩy giá từ chủ đầu tư. Theo CEO Ngọc Châu Á, thị trường thời gian qua xuất hiện sản phẩm biệt thự giá trên 700 tỷ đồng một căn. Tại một dự án ở thành phố Thủ Đức, hướng đến nhóm siêu giàu, mức không tưởng này đã khiến cho mặt bằng giá nhà phố quanh khu vực dự án này tăng mạnh để ăn theo. Ví dụ, có dự án thấp tầng ở khu phía đông gần đó trước đây mở bán 15 đến 17 tỷ đồng một căn, giờ tăng lên 20 đến 25 tỷ. Tuy nhiên, tỷ lệ hấp thụ biệt thự nhà phố ở mức rất thấp. Theo đơn vị tư vấn DKRA, tỷ lệ này khoảng 20 đến 30%. Giao dịch phát sinh trong quý 1 chủ yếu đến từ phân khúc dưới 10 tỷ đồng một căn. Chuyên gia của Savills cũng nhìn nhận lượng hàng tồn kho được hấp thụ kém, đạt 13% do giá cao và kích thước căn lớn. Ông Hạnh cho rằng các dự án mới phải cạnh tranh với rổ hàng chuyển nhượng số lượng lớn. Nhiều nhà đầu tư thứ cấp giảm giá 10 đến 15% để thoát hàng, thậm chí chấp nhận mất 30% số tiền đóng theo tiến độ vì không đủ sức gồng lãi ngân hàng. Nhiều nhà đầu tư chấp nhận bỏ luôn số tiền đã đóng để chuyển sang kênh khác khi họ cảm thấy bị hớ do mua quá cao, trong khi thị trường tràn lan sản phẩm giảm giá, ông nhìn nhận. Ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc mảng dịch vụ tư vấn và phát triển dự án DKRA Group cho biết, sức cầu với sản phẩm biệt thự, nhà phố liên tục giảm, một phần vì tỷ suất lợi nhuận trên giá vốn xuống thấp, 1 đến 1,5% một năm. Nhiều dự án nằm xa trung tâm, dân cư ít, không thuận lợi cho kinh doanh nhưng lại có giá cao kỷ lục. Điều này khiến nhà đầu tư dễ vỡ mộng về lợi nhuận thực tế. Dự báo về nguồn cung tương lai, JLL cho biết thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm 1.500 căn trong năm nay. Tuy nhiên, các sự kiện ra mắt chỉ bắt đầu sôi nổi vào nửa cuối năm. Hiện, nhà đầu tư và người mua vẫn giữ thái độ chờ xem. Do đó, nhu cầu nhà phố chỉ phục hồi khi nguồn cung mới chuyển sang phân khúc giá thấp và lãi suất ổn định hơn. Savills cũng cho biết, nguồn cung tương lai của phân khúc này chủ yếu đến từ giai đoạn tiếp theo của dự án hiện hữu. Phần lớn trong số này là sản phẩm nhà phố trên 20 tỷ đồng mỗi căn. Đến năm 2026, thị trường dự kiến có thêm 4.800 căn thuộc phân khúc này. Sau gần 2 năm ảm đạm, thời gian gần đây, thị trường căn hộ chung cư, nhà trong ngõ ngách sâu ở các quận nội thành thành phố Hà Nội bất ngờ nóng trở lại. Anh Lê Văn, người chuyên môi giới bất động sản ở các quận trung tâm Hà Nội như Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Kiếm cho biết, anh vừa nhận cọc của khách mua căn nhà riêng 3 tầng ở khu vực Khâm Thiên, quận Đống Đa với giá 3,2 tỷ đồng, diện tích 30m². Căn nhà nằm trong một ngõ nhỏ, chỉ đủ cho hai xe máy tránh nhau. Một số nhân viên môi giới khác cũng xác nhận, gần đây có nhiều người tìm mua nhà trong ngõ các quận nội thành Hà Nội. Thời gian dài chờ đợi nhưng giá căn hộ chung cư vẫn không giảm. Chị Thu Quỳnh, ngụ quận Cầu Giấy cho biết, thay vì bỏ tiền mua một căn hộ chung cư mới ở khu vực Tây Mỗ, Nam Từ Liêm với giá lên tới 4 tỷ đồng, gia đình chị quyết định mua căn nhà trong ngõ sâu ở quận Hai Bà Trưng với diện tích 28m², giá 3,5 tỷ đồng. Nhà đất thổ cư trong ngõ có những bất tiện như ô tô khó vào đã xây dựng từ nhiều năm, song đổi lại vị trí ở nội thành nên gia đình đi làm, đưa đón con đi học khá thuận lợi, chị Quỳnh nói. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn dẫn một kết quả thống kê cho thấy, nhu cầu tìm kiếm nhà đất thổ cư trên địa bàn Hà Nội có xu hướng tăng trở lại.
Trong tháng 2/2024, lượng tìm kiếm đối với phân khúc này tăng 19,7% so với tháng 1/2024 và tập trung vào những căn nhà có giá dao động từ 2 đến 5 tỷ đồng ở khu vực nội thành. Cùng với nhà thổ cư, phân khúc căn hộ chung cư ở Hà Nội cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm ngày càng thấp và nhiều ngân hàng tung các gói cho vay ưu đãi mua nhà ở. Tuy nhiên, tình hình giao dịch căn hộ lại khiến nhiều người bất ngờ. Anh DTV, môi giới bất động sản sàn giao dịch Phú Tài Land cho biết căn hộ tăng giá liên tục khiến khách hàng e dè. Khách đến hỏi mua căn hộ khá nhiều, nhưng chúng tôi cứ bán được vài căn thì chủ đầu tư lại tăng giá, khiến giao dịch bị ảnh hưởng, anh V nói. Tương tự, anh Thắng, một người môi giới căn hộ ở Hà Nội, cũng than từ Tết đến nay anh chỉ môi giới được 2 căn chung cư dù có khá nhiều người hỏi. Khách đến tìm hiểu thì đông nhưng mua lại ít. Nhiều khách hàng có nhu cầu mua nhà để ở nhưng không đủ tiền vì giá căn hộ tăng cao quá. Do vậy, họ đang có tâm lý chờ đợi diễn biến giá trong thời gian tới có hạ nhiệt hay không, người môi giới này thông tin. Đại diện một văn phòng công chứng ở quận Bắc Từ Liêm cho hay, trung bình một ngày, đơn vị công chứng cho khoảng 5 hồ sơ mua bán bất động sản, trong đó chỉ khoảng 1 đến 2 căn chung cư. Thị trường không sôi động như lời đồn thổi đâu, một công chứng viên nói. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, giá căn hộ tại Hà Nội ghi nhận liên tục tăng trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, trong khi giá căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bắt đầu bước vào chu kỳ tăng giá trở lại. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung dự án vẫn đang khan hiếm, trong khi nhu cầu bắt đầu tăng trở lại. Chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cho rằng, khi giá căn hộ chung cư quá đắt, tất yếu khách hàng sẽ chuyển sang phân khúc khác phù hợp với túi tiền của mình. Nếu đặt một phép so sánh là mua một căn hộ chung cư giá từ 60 đến 70 triệu đồng một mét vuông mà vẫn không đúng như mong muốn, thì người tiêu dùng sẽ chọn mua một căn nhà phố với giá tương đương dù nằm sâu trong ngõ nhưng diện tích sàn có thể rộng và đi lại thuận tiện hơn nhiều, ông Thịnh dẫn chứng. Tuy vậy, các chuyên gia nhìn nhận, mua nhà đất thổ cư không hẳn là không có rủi ro. Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn đưa ra lời khuyên rằng người mua nhà nên dành thời gian khảo sát, tìm hiểu thông tin về khu vực căn nhà, quan sát đường xá đi lại, thời điểm đông người cũng như vắng người ra sao, có bị ngập khi mưa lớn hay không. Đặc biệt, phải tìm hiểu kỹ về tính pháp lý, quy hoạch, tranh chấp. Giá căn hộ chung cư tăng liên tục trong thời gian qua, đặc biệt ở những căn hộ đã qua sử dụng. Vậy, đâu là nguyên nhân của hiện tượng tăng giá này? Các bạn hãy theo dõi tiếp video này để cùng biết nhé! Từ cuối năm ngoái, giá căn hộ chung cư đã tăng nhanh. Giá tăng không chỉ diễn ra ở những dự án mới, mà còn ở các dự án đã qua sử dụng. Chị Nguyễn Anh Đào ở Hà Nội nói tháng 11 năm ngoái, chị có ý định mua một căn hộ chung cư khu vực quận Hoàng Mai, Hà Nội để cho thuê. Chưa đủ tiền mua nên chị chờ. Lúc đó môi giới tư vấn cho chị một căn hộ 64m² giá 2,3 tỷ đồng, khoảng 36 triệu đồng trên mét vuông. Đầu tháng 3 thì giá đã tăng lên 2,65 tỷ đồng, tăng cả 300 triệu đồng chỉ sau 3 tháng. Có nhiều năm là môi giới bán căn hộ chung cư ở Hà Nội, nhưng anh Trần Huy Thực cũng phải thừa nhận, diễn biến tăng giá căn hộ thời gian qua là điều khó ngờ tới. Theo anh Thực, không ít khách hàng của anh đã đánh mất hàng trăm triệu đồng khi bán căn hộ của mình từ 2-3 tháng trước. Trước Tết Nguyên Đán, tôi bán cho khách hàng căn hộ ở quận Thanh Xuân có diện tích 70m² với giá 3,5 tỷ đồng. Bây giờ căn hộ tương tự cùng chung cư trên đang được rao bán với giá 3,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 54 triệu đồng trên mét vuông, anh Thực lấy ví dụ. Khảo sát của phóng viên Dân Trí trên một số trang thông tin bất động sản hiện nay tại quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông, giá bán căn hộ tại những chung cư cũ từ 35 đến 60 triệu đồng trên mét vuông. Một số căn hộ chung cư cũ tại huyện Hoài Đức có giá mềm hơn cũng lên tới 35 đến 42 triệu đồng trên mét vuông. Tương tự, giá bán các căn hộ thuộc dự án mới đưa vào sử dụng tại huyện Thanh Trì là 3 đến 5 tỷ đồng. Chung cư cũ hơn cũng lên đến 2,5 đến 3 tỷ đồng cho một căn hộ 65 mét vuông. Theo dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VARS, trong những năm qua, bình quân mỗi năm, giá căn hộ tăng trưởng 2 chữ số. Tính riêng năm 2023, chỉ số giá căn hộ tại Hà Nội vào thời điểm cuối năm 2023 đã tăng 16 điểm phần trăm so với hồi đầu năm. Cũng theo đơn vị này, dự án căn hộ tại các thành phố liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, giá thuê căn hộ cũ và mới tại các khu dân cư vẫn không ngừng tăng. Đặc biệt là kể từ giai đoạn giữa năm 2022, khi các hợp đồng thuê nhà trong giai đoạn đỉnh dịch đáo hạn và được gia hạn nếu hai bên tiếp tục có nhu cầu. Nhiều căn hộ đã tăng giá tới 40% so với giai đoạn đỉnh dịch và tăng khoảng 20% so với giữa năm 2022. Nếu đang có nhu cầu mua nhà chung cư, bạn thấy giá nhà hiện nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé!
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.